Thưa quý vị và các bạn, trong đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước có sự đóng góp quan trọng của lực lượng thanh niên xung phong. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng họ là những người đã âm thầm lặng lẽ, không sợ gian khổ, hy sinh ngày đêm phục vụ cho tiền tuyến. Phóng sự về một số cựu nữ thanh niên xung phong đã từng phục vụ chiến trường. Cứ vào những ngày tháng 4 lịch sử này, bà Nguyễn Thị Sinh, cựu thanh niên xung phong thôn Hoàng Chanh, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, lại mang bộ quân phục thanh niên xung phong, kỷ vật chiến trường duy nhất mà bà còn giữ được sau 4 năm tham gia chiến dịch từ năm 1972 đến năm 1975. Và cứ mỗi lần như vậy, kỷ niệm những ngày khói lửa lại ùa về. Đêm hôm là bốc đá hỏng lên xe, là đổ xuống thì anh em lại nát đá thành đường đấy. Đá to như gọi là đá học mà, cứ tầm độ khoảng phải trên 30-40 cân một viên ấy. Đang làm thì nó lại thả bom tiếp, thì là chúng tôi lại phải sơ tán thật nhanh. Thì sau đó là hết bom thì anh em lại tiếp tục ra để làm được. Còn với cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Dinh, thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, thì cứ mỗi lần nhìn lên 8 chữ vàng Trường Sơn Anh Hùng Nghĩa Tình Đồng Đội do Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tặng, bà Dinh lại nhớ ra giết những ngày tháng khốc liệt cùng các đồng đội mở đường và cả những người đã hy sinh. Lúc nào chỉ nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, để đạn rồi là quân tư trang, vũ khí là phải vào được chiến trường. Bất chấp lúc nào chúng bị sập tà luy đường rồi này, là chúng tôi ra ứng cứu. Tôi đứng làm cọc tiêu cho xe đi, bom đạn rồi máy bay. Mà máy bay nó còn xa chúng cả núi cơ mà. Nó bỏ bom, tránh. Máy bay thì khi nó sập cái hang đá ấy, thế là bây giờ là 7 chiến sĩ xe tăng rồi với lại 5 thanh niên xung phong mà cứ kêu cứu hàng mấy ngày, cứ các đồng chí cứu tôi mấy nhưng mà không làm gì được. Vâng, hy sinh. Tuy là người cùng quê với bà Dinh, cùng xung phong năm 1972 mang khẩu hiệu đường Nam bất khuất, bãi dậy kiên cường vào chiến trường, nhưng bà Nguyễn Thị Diều lại được biên chế vào đội bốc vác vũ khí, đạn dược, lương thực tại cảng Danh, tỉnh Quảng Bình. Bà cho biết khi ấy mới ở độ tuổi 18 đôi mươi, có thể khuân vác hòm đạn nặng tới hơn 80 kg, thậm chí phải làm việc dưới bom đạn của địch. Phải lội xuống dưới giữa cửa biển ấy, lội xuống sông Danh ấy, nước nó lên đến ngang thắt lưng ấy, ướt hết, xong rồi mới bốc vác lên thì lại bốc lên trên xe ô tô cho trở vào trong chiến trường miền Nam. Rất ít ngày là không có bom. Không bom thì kích pháo bắn vào sập hầm. Anh chị em cứu nhau mang vào trong chỗ cấp cứu, sơ cứu thì nó lại đánh sập cái chỗ mà cấp cứu, cho nên là đơn vị hy sinh hơn 30 người. Trong hai chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh, Hưng Yên có tới 10.000 người tham gia vào dân quân hỏa tuyến và thanh niên xung phong. Trong đó chủ yếu là thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ, nhiều người để lại một phần cơ thể hoặc vĩnh viễn ở lại chiến trường. Đó là những đóng góp to lớn cho sự thắng lợi, cho hòa bình hôm nay và mãi mãi cho các thế hệ mai sau ghi nhớ.